Hello, chào đại gia đình, lại là Sơn Sàm đây, lại là cái mặt mốc của Sơn Sàm đây. Ô la 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 la. Rồi, tè le tét lét hết trơn đủ cái gì. Hôm nay Sơn Sàm có những cái thông tin cơ bản như này nha. Đó là gì? Đó là chị Diệp Đậu đã tố luật sư giai cấp điện, và bây giờ luật sư giai cấp điện lên tố lại. Đó, nói chung bây giờ tố qua tố lại nó bung bét hết trơn rồi. Bởi người ta nói không cần điều tra đâu. Đó, một khi mà rắn bắt đầu rồi là bắt đầu là tụi nó chạy lung tung beng hết, bắt đầu nó cắn xé lẫn lộn tá lả mình mắc cười, giờ tự động nó khai ra, nó giật áo cho người xem lưng. Rồi tôi sẽ bàn tiếp về cái vấn đề này nha. Rồi một cái vấn đề nóng nữa đó là ba cái luật sư mà bào chữa bên tà am đó quý vị. Đó, bây giờ công an người ta phát lệnh truy nã luôn rồi. Người ta mời hoài không lên, bây giờ đi khỏi nơi cư trú luôn rồi, báo bây giờ đăng rồi, ai mà thấy cái khuôn mặt của các vị luật sư này ở đâu là phải báo về cơ quan công an gần nhất nha quý vị. Đó, có lệnh truy nã luôn rồi đó. Thì giờ chúng ta mới thấy được rằng là gì, những cái lời tố cáo rồi những cái mà bật mí trong cái hội nhóm này nọ, nó có liên quan đến những cái tổ chức phỏng đạn đồ ABCD đồ các kiểu á, chứ không có dễ dàng gì mà cái đám luật sư này lên nó binh vực thiền am một cách bất chấp nha. Đó, nó binh vực thần thiền am một cách bất chấp. Luật sư thì người ta chỉ làm đúng cái nhiệm vụ luật sư của người ta thôi, đúng không? Đó, tự nhiên bây giờ lên rồi nó công kích cái này, công kích cái kia, rồi nói về đảng rồi nhà nước rồi tùm lum tà la hết trơn. Đó là nó đã vượt qua khỏi cái phạm vi của một luật sư bình thường rồi ha. Thì chính vì cái từ cái vụ của tà am mà hồi nãy hồi giờ hồi trước hôm qua đó, tôi có làm một cái clip là gì, là cũng nhờ là ba mẹ của Diễm My là ông Thắng bà Mai đó, nhờ chị Hằng liên quan đến cái vấn đề Diễm My, thì từ câu chuyện của tà am nó mới liên qua cái drama của chị Hằng. À, nó liên qua luôn đó. Thì đó là những cái thành phần mà gọi là nó rất là cay chị Hằng đó, nó tức chị Hằng lắm. À, ví dụ tà am mà bị lên gì á, bị cơ quan chức năng người ta sờ gáy thì nó điên, nó điên chị Hằng lắm, cho nên nó quay qua nó cắn. À, nó cắn cái quỹ Hằng Hữu, rồi nó cắn luôn là công ty Đại Nam, rồi đúng rồi, nó vu khống bị đặt luôn, nói chung nguyên một đùm hết. À, nó từ 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 là tôi sẽ phân tích từng cái sự kiện một ha. Đó, rồi bây giờ mình bắt đầu mình phân tích cái sự kiện của luật sư giai cấp điện. Thì giai cấp điện này, luật sư giai cấp điện này, thì như chúng ta đã biết theo như lời của chị Diệp, thì trong cái tổ chức này thì cũng là mù giữ một cái vai trò cũng khá là lớn nha quý vị. Đó, cũng chỉ đạo ABCD các kiểu, rồi còn quỹ Hằng Hữu nữa đó. Tôi từ từ tôi sẽ nói từng mảng ha. Đó, thì người này là cũng là người đưa tiền cho chị Diệp, và Diệp Đậu là bắt đầu là nói là phải tạo những cái tài khoản này ABCD để mà gửi vào ha, để mà đánh phá quỹ Hằng Hữu, cũng như là bắt buộc người bên người ta sao kê đồ. Nói chung hôm qua giờ có cái bản sao kê rồi, là bắt đầu bên đó nó giãy nảy rất là nhiều thứ đó. Từ từ mình bàn cái vấn đề đó sau ha. Rồi bây giờ mình bàn cái vấn đề đấu tố đi. À, đầu tiên là cái vấn đề đấu tố của luật sư giai cấp điện và Diệp già. Không, chị Diệp chứ không phải Diệp già, cái này là bà Thanh Trần mà nói Diệp già luôn nha. Bây giờ tôi mở clip lên nè, tôi mở clip lên cho quý vị nè. Đó, nghe nghe cái đoạn thoại này ha. Thì lúc trước chúng ta đã nghe cái đoạn thoại giữa luật sư giai cấp điện Thanh Trần với lại Diệp Đậu nói về Đinh Lan nhận tiền đồ gì hay không đó ha. Bà Diệp này bà ghi âm hết ha. Rồi bây giờ chúng ta nghe nghe bà Thanh Trần này, bà phản pháo nha, bà Thanh Trần bà phản pháo lại nè. Ba con người đó đây đáng giá để các bạn sử dụng không? Các bạn nên nhớ, các bạn sử dụng Diệp già, thưa tôi khẳng định giờ này không có lá đơn nào hết nha. Diệp già không nắm bất cứ bằng chứng gì hết đó. Ngược lại các bạn cứ cho tiền đi thì các bạn muốn nó chửi cỡ nào nó cũng chửi, bịa đặt nó cũng chửi, chửi cha mắng mẹ nó cũng chửi, nhưng mà các bạn hết tiền đi, hoặc là các bạn cho ít, chắc là tôi Tố Nga cho ít quá cho nên mới trên chửi, mới chửi một lần vậy rồi đòi đi ba người phụ nữ gặp ông Lân. Tôi biết một người đi theo chung với là Diệp già đó. Rồi là xuống gặp giang hồ, yên tâm đi, giang hồ Diệp già không có. Xuống dưới nhà của Hằng Ni á,
lúc mà hàng dịp già đi chung với cái người đó. Nhưng mà khi mà thấy nhà hàng đi á, có xảy ra cái chuyện đánh nhau với lại Hoàng Kim Dung á, rồi lúc đó đó các bạn biết làm sao không, những cái người xung quanh, những cái đám xung quanh nhà hàng đi, nó nhìn ra Diệp già, nó chỉ nó điểm mặt Diệp già. Các bạn có biết Diệp già phải lên xe lật đật bỏ trốn đi về không? Ủa tôi mới nói, ủa chị đi có người mà có vệ sĩ, mà có cái bà vệ sĩ của chị mà. Diệp già lấp liếm, nói là nó đông này nọ kia, lật đật lên xe bỏ trốn mất tiêu. Mà đi cái đó xuống nhà hàng đi như vậy á, là Diệp già yêu cầu anh Kim Mao và mấy người á là phải cho tiền Diệp già, Diệp già mới xuống nha, ở nhà hàng đi đó. Còn nếu không cho là không có đi. Mà xuống rồi hàng đi không có mở cổng, mở cửa cho vào, đành ngồi đối diện quán nước, thấy đông quá chạy, thấy mấy người kia điểm mặt chạy. Có nói với tôi nè, làm cho tôi mắc cười muốn chết. Tôi nói ủa đi có vệ sĩ mà. Đó nha. Cho nên á, các bạn sử dụng người hãy sử dụng cho đúng. Chứ hiện giờ Diệp già khi á, mà quảnh mặt với tôi, Diệp già mới thấy tiếc. Tôi nói thật, Diệp già tôi biết Diệp già tiếc lắm á. Tiền bạc, giờ bắt đầu nói tiền bạc này. Bởi vì cho tiền kêu tôi thì vậy có 8 triệu thôi. Nhưng mà tôi có những người bạn, tôi có uy tín, tôi lên tiếng là cộng đồng giúp, giúp không vụ lợi. Hai lần như vậy, chưa kể những lần là những cái mạnh thường quân người ta giúp mà tôi không biết, số tiền lên cả mấy trăm triệu chứ không ít. Mà bây giờ Diệp già quay lưng lại như vậy, mất hết rồi. Lão đại cũng có xin tiền cho Diệp già, son phấn, tiền làm răng, làm tiền răng, thuốc mang, tiền gì. Tiền son phấn, tiền làm răng với cái Diệp già. Đó, nói chung là bây giờ là nó trong cái live stream mới nhất là quý vị biết rồi, nó khai ra hết trơn bung bét, tiền bao nhiêu nha, bên này nói bên kia tố nhận tiền, bên kia tố ngược lại bên này nhận tiền. Đó, thì chung quy lại chúng ta mới thấy một điều rằng là gì, tất cả cũng vì một cái chữ tiền. À, rồi ngày hôm qua quý vị thấy rằng khi mà người ta sao kê cái quỹ hàng hữu ra, đó bắt đầu là tụi nó cũng tiền ha. Mà trong khi sau khi quỹ hàng hữu ra, người ta dùng tiền của người ta dùng tiền túi, người ta dùng tiền của người ta, tiền của công ty, tiền mồ hôi nước mắt, tiền lợi nhuận của công ty để mà người ta lo cho người này người kia. Tụi nó cũng chửi, trong khi những người mà lấy tiền của thiên hạ, kêu gọi tiền của bá tánh á, rồi ăn thêm ăn bớt được gì đấy, sao nó không nói mà suốt ngày nó cứ chửi bà hàng, quý vị thấy không? Đó là chúng ta mới nghĩ rằng trong cái drama này có rất 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 nhiều câu chuyện để nói, và tất cả cũng chung quy một cái chữ tiền. Đó, cả trăm người, cả ngàn người bu vô chửi bà hàng đặt điều vu khống ha. Rồi ngay cả cái thằng Kim Mao, cái thằng Bảy Gà mà ngày nào nó cũng lên nó ra rã đó quý vị. Quý vị nghĩ đi, không có cái tiền mà bỏ vô mồm nó thì nó lấy cái gì mà nó sống, quý vị thấy không? Bản thân tôi làm YouTube đó, tôi bán hàng ha, hàng hóa của tôi kìa. Đó, tôi bán hàng. Quý vị thương tình mua hàng ủng hộ tôi thì đó là một công việc tôi kiếm sống qua ngày, đúng không? Công việc của tôi, đúng không? Còn tụi này nó không, nó chỉ đi chửi, và đó cũng là công việc của tụi nó. Cho nên nó đặt điều vu khống, chúng ta thấy rằng là gì? Đó, bà Hằng với ông Dũng đã chịu rất là nhiều thiệt thòi cũng như rất là nhiều áp lực. Đó, khi mà đấu đá với lại thần y dởm nè, rồi cái đám mà gọi là từ thiện ăn chặn nè, đó thì bắt đầu là phải đấu khẩu với nhiều người, phải đối mặt với nhiều cái thế lực. Ngoài ra là gặp mấy cái đám mà cái đám chó hùa, đó cái đám chó hùa mà đi sủa để kiếm tiền đâu quý vị thấy không? Đó, con Lan nó không chửi 2-3 năm trời thì làm gì nó có cái gì nó gấp nó bỏ vô miệng, đúng không? Quý vị thấy nó có làm việc gì đâu, ngoài cái việc là ngày nào cũng lên chửi, ngày nào cũng lên lấy có tiền là chửi bất chấp ha. À, bà Diệp thì tố con Thanh Trần này, bây giờ Thanh Trần lại tố ngược bà Diệp lại. Có tiền là chửi, chửi bất chấp. Thậm chí trong đầu không có một kiến thức gì về oxy, học lớp 2 không biết cái gì,
cũng lên nói người ta là oxy cá thở, rồi vu khống người ta là bình oxy không chất lượng. Ngay cả cái thằng Phan Phong, cái thằng mà dốt nát, học hành thì không tới đâu. Rồi thằng Bảy Gà đó, thằng Bảy Gà thì cái thằng mà gọi là vô công rỗi nghề, mà suốt ngày mà cứ quẩn cối xay gà què, mà quý vị gà què ăn quẩn cối xay mà đó, học hành thì dốt, không, cái đầu óc thì không có kiến thức, mà đi nói ông Dũng là này kia kia nọ, phân tích đồ về oxy, về quỹ này quỹ kia, về về chất lượng rồi này nọ. Xin lỗi, một cái doanh nghiệp ngàn tỷ như Đại Nam, ở phía sau lưng họ có bao nhiêu kỹ sư, bao nhiêu chuyên gia, đúng không, để người ta làm đến một khu công nghiệp, lên một cái nhà máy găng tay, một nhà máy oxy như thế thì đã phải có đội ngũ chuyên gia và kỹ sư, rồi những người mà rành về cái lĩnh vực đó, họ ở đứng ở phía sau rất là nhiều, cả trăm cả ngàn con người đó. Chứ không phải là cái ông Dũng là nói này nói kia mà không có đeo, không, càng nói thì không sợ là người ta biết là mình dốt, càng nói càng dốt. Như con Lan đó, con Lan là nội, thậm chí mà bây giờ đứng nói một cái câu, nói câu trước đá câu sau, phải không, dấp lên dấp xuống, hình như ở Gò Dấp hay sao mà nói dấp dữ không biết nữa, cái mặt thì xanh lè, không có tự tin, không có biết gì hết, chữ thì viết thì câu kéo thì không đâu đó rõ ràng, mà bài đặt đi phân tích về, đi phân tích về kinh tế, đi phân tích về về công ty là vay nợ rồi lợi nhuận rồi cái gì đó của công ty này, cũng tập đoàn này tập đoàn kia, không biết một cái gì về kinh tế, đúng không? Rồi luật sư giai cấp điện thủ kho giai cấp điện mà lại đi nói về khu công nghiệp Sóng Thần, quy hoạch rồi đền bù rồi nói chung là tái định cư rồi khu dân cư, khu nhà ở. Bởi người ta nói là nó ăn cơm với mắm mà nó nói chuyện thế giới. Bởi tôi nói có những người mà gọi là nó nói là vì tiền, quý vị thấy không? Đó. Ngay cả cô ca sĩ Bông Lan Trứng Muối đó cũng nói tại sao không đưa ngàn tỷ mà tiền mặt mà đưa đất. Đó. Nhiều đó cũng thấy biết rằng là ngàn tỷ tiền mặt ở đâu ra má? Đúng không? Ở đâu ra? Đó. Không có doanh nghiệp nào mà có ngàn tỷ ở trong công ty cả. Bây giờ nó càng đấu tố thì chúng ta mới thấy rằng là gì? Một chữ thôi, tiền. À, và hy vọng là khi cơ quan chức năng người ta làm cái việc này, người ta sẽ điều tra ra tổ chức nào, bàn tay nào đó, gọi là trùm cuối chi tiền ra, mỗi người một vai trò, ai là làm việc vì cái gì, mục đích gì, động cơ gì, đúng không, chi ra đứa nào lên bài, đứa nào lên cái kế hoạch để cho cái tụi chó hùa này nó cắn đó. Bởi nhiều người hỏi cái tại sao là như con Lan, con luật sư giai cấp điện này vòng vòng á, tại sao nó chưa bị bắt? Cơ quan an ninh á, người ta biết hết trơn rồi quý vị. Chẳng qua cái đám này là cái đám chó hùa này là cái đám tiếp riêu thôi, ở ngoài nó giống như là nó đi lấy cái miệng đó này để mà nó la làng, nó kiếm cái nó bỏ vô miệng thôi, kiếm cơm qua ngày. Còn người ta làm việc á, người ta làm những người sừng sỏ kìa, gọi là những cái nhân vật gọi là tai to mặt bự kìa. Cho nên cái đám này người ta chưa bắt đâu, từ từ người ta bắt, đừng có vội ha. Đó, không ngẫu nhiên mà phải là người ta hỏi là tại sao người ta bắt là cái bà luật sư Hàng Gió Đá với là ông Trần Văn Sĩ trước, tại vì á có liên quan đến những cái đường dây phỏng đạn đồ này nọ, những cái chuyện mà nó đại sự, những cái đại chuyện mà nó lớn lao á đó, thì cơ quan chức năng người ta mới lụm trước. Còn mấy cái đám quỷ đám yêu này, tôi nói rồi quý vị, để cho nó nói cho vui thôi, tụi nó tất cả vì cái chữ tiền hết. Cái thằng đó giờ khai ra đó, bà này tố bà kia tố bà nào ho rồi tùm lum tà la hết. À, rồi bây giờ tới cái quỹ hằng hữu nữa mới vui nè. Tới cái quỹ hằng hữu nữa nghe chưa? Tới cái quỹ hằng hữu. Đó, cái chuyện sau kia cái quỹ hằng hữu mới gọi là khủng khiếp. Cho tôi 30 giây tôi quảng cáo tôi nói tiếp. Tại em bán hàng thông cảm nha. Tôi nói về cái vụ sau kê của quỹ hằng hữu mới gọi là đỉnh của chớp nha. Rồi ở đây em có bán cái sụn cá mập nha, em có bán rất nhiều sản phẩm Nhật Bản ở phía sau lưng em, ở trong cái Zalo này, Viber em bán nhiều lắm. À, làm đẹp rồi sức khỏe nhiều lắm, collagen, pH này, làm đẹp trắng da rồi xương khớp rồi hoạt huyết dưỡng não, giải độc gan nhiều lắm. Rồi nay em bán cái sụn cá mập của Nhật Bản, cái này là chuyên về xương khớp nha, thoái hóa cuộc đốt sống cổ để thoát vị đĩa đệm, thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, rồi mấy cái khớp xương nó bị nhức đó, nó bị thiếu chất nhờn đó quý vị. Thì đây là sụn cá mập 6 trong 1, sụn cá mập 300 viên nha, một hộp này 300 viên. Đó, uống gần 3 tháng nha. Hộp này là 3.750.000, 3.750.000, hàng chuẩn Nhật made in Japan đàng hoàng nha. Đó, hàng bao chuẩn luôn, các anh chị có thể tham khảo nha. Hàng của Nhật đàng hoàng. Rồi hàng chuẩn, em làm chịu trách nhiệm, nếu mà hàng giả hàng nhái phát hiện ra thì trả lại cho em hoàn tiền gấp 10 nha. Bao xài, bao đổi trả, đó, bao chuẩn luôn. Rồi ok, liên hệ Zalo hoặc Viber số này cho em nha. 3.750.000, em bao ship ở Việt Nam. Em có gửi hàng đi nước ngoài nha, nước nào cũng gửi hết nha quý vị. Rồi. À, quay trở lại cái vấn đề của quỹ hằng hữu.
Thì trước đây thì quý vị chúng ta mới thấy rằng nhiều người nó lên nó đòi la làng, nó đòi sao kê Nguyễn Hằng Hữu. Thậm chí cái thằng mà thằng hacker Nhâm Hoàng Khang nó cũng từng nói nó sẽ cho bà Hằng biết được trình độ của nó, và nó có thể là nó sao kê được, nó đột nhập vô Nguyễn Hằng Hữu và nó cho ra cái bản sao kê. À mày muốn làm thì mày làm đi. À, nhưng mà nó chưa kịp làm thì nó đã đi tù rồi quý vị. Ừ. Rồi ngay cả luật sư nhà báo Hằng Gió Đá đó cũng canh me cái Quỹ Hằng Hữu, canh lắm, nó canh me lắm đó, canh bầu canh bí canh chua không sợ mà sợ canh me đó, nó canh me dữ lắm. Rồi xong rồi nó vô nó đòi đó thì nó đưa tiền cho con luật sư giai cấp điện này đó quý vị. Nó biểu là tạo tài khoản cứ gửi vô đi, cứ gửi 100.000 200.000 500.000 cứ gửi tùm lum, gửi nhiều vô đi. Là gì? Gửi vô để nó nói là gì? Để nó bắt sao kê đó. Rồi bây giờ người ta sao kê rồi sao? Đó, người ta sao kê rồi đó. Bản sao kê đã gửi rồi ha. Đó, thì hôm qua giờ tụi nó dãy nảy giống như là đĩa phải vôi quý vị. Ừ. Thì cái câu chuyện tôi muốn nói ở đây là gì? Một cái chiến thuật cao tay của Đại Nam cũng như là ông Quỳnh Quý Dũng. Chúng ta thấy rằng sau chuỗi lại sự kiện ha, sau chuỗi lại sự kiện là sắp tới nè, ra tòa bà Hằng sẽ đối đầu với những cái vấn đề gì? Đó là vấn đề gọi là gì? Tố cáo ăn chặn từ thiện. Mặc dù bà Hằng bà nói là bà nằm mơ, đúng không? Thì những người này gọi là gì? Tố cáo ăn chặn từ thiện là gì? Muốn mà thể hiện mình trong sạch, muốn chứng minh mình trong sạch thì bắt buộc phải sao kê. Phải sao kê nha, phải sao kê rõ ràng. Chứ không phải là mấy trăm tỷ mà một cái tờ giấy A4 giống như là cái tiệm tạp hóa mà nhập hàng vô là không được rồi. Đó. Thì khi họ trả hồ sơ, đó, trả hồ sơ cũng như là gia hạn tạm giam, cũng như là đổi luật sư đồ này nhiều các kiểu ha, bao nhiêu luật sư đó không chấp không nhận đâu. Bà Hằng chỉ tin tưởng đúng một luật sư Lễ thôi đó. Rồi tiếp tục là cái đơn của ông Tuấn kiện ông Dũng, rồi nhiều cái lắm, nói chung là rất là nhiều sự kiện chúng ta sâu chuỗi lại. Bây giờ đùng một cái bản sao kê Quỹ Hằng Hữu gửi thẳng lên cho cơ quan chức năng cũng như là báo chí để báo chí thông tin đó. Ngày hôm qua chính thức người ta xác nhận là Quỹ Hằng Hữu đó đã có hỗ trợ cho bao nhiêu đơn vị từ bệnh viện này bệnh viện kia, và hơn mấy trăm tỷ đồng, gần 1.000 tỷ đồng, 670 mấy tỷ đồng, đã cứu được bao nhiêu ca, 1.000 mấy trăm đứa trẻ não ung thủy cũng như là mũ tim các kiểu bla bla rất nhiều đó. Thì cái này đây là gì? Đây là một cái đòn chí mạng đó, và một cái bước tiến rất là lớn à, gọi là một cái bước đệm nha, một cái sự kiện then chốt để quyết định đến cái phần mà đấu tố ở tòa sắp diễn ra sau đây ha. Đó, cái phiên tòa sắp tới, những cái người nào mà bà Hằng bà tố cáo về ăn chặn từ thiện, có nghĩa là hiện tại là có sáu người là nộp đơn tố cáo bà Hằng, đúng không? Gồm có là gì? Đó, có bà Đinh Lan nữa. Lan thì nó tố là cái tội là giống như là mất bôi nhọ danh dự nó thôi. Còn ví dụ như là bên phía như cô ca sĩ Lũ Hậu đó, Thủy Tiên thì gì? Bà Hằng bà tố là ăn chặn từ thiện đó, và bà này cho rằng là đó là một sự bôi nhọ danh dự cũng như là vu khống đó, cho nên mới kiện ra tòa, đúng không? Thì bây giờ cái bản sao kê của Quỹ Hằng Hữu sẽ là một cái gọi là, tôi nghĩ là một cái chiêu trò rất là đẳng cấp à, một cái bước tiến gọi là khôn ngoan, một cái chiến lược rất là gọi là tinh tế để chuẩn bị là bắt buộc những người mà bị tố cáo, những người nộp đơn tố cáo bà phải sao kê và phải chứng minh mình vô tội. Thì phải chứng minh mình vô tội thì mới chứng minh được bà Hằng có tội, đúng không? À, phải chứng minh mình vô tội thì mới chứng minh được bà Hằng có tội. Còn hễ bà Hằng mà vô tội thì chứng tỏ là những người kia có tội à, là những cái lời tố cáo của bà Hằng là đúng đó. Cho nên nó sẽ rất nhiều cái câu chuyện mà hấp dẫn và ly kỳ sẽ diễn ra ở tòa nha quý vị, nhiều lắm luôn đó. Rồi còn cái mấy cái phần mà những cái ổ nhóm đó, những cái hội đó, ở trong này thì cơ quan chức năng người ta sẽ làm rõ hết đó. Đặc biệt là cái nhân vật mà đái tháo đường đó quý vị, đái tháo đường gì đó, đái tháo đường gì đó à, một cái nhân vật mà gọi là chuyên chống phá nhà nước đó, đã bị tóm vừa rồi đó. Thì từ cái đó người ta mới lần ra nhiều manh mối, thì có hay không liên quan đến những cái ổ nhóm này đó, trong mấy cái group này, mấy cái này cái kia đó, chống phá người này chống phá người kia, xuyên tạc cái này xuyên tạc cái kia không. Cái đó thì chúng ta phải chờ cơ quan chức năng người ta sẽ điều tra đó. Em nào mà dính thì không có chạy đâu mà thoát được hết ha, không chạy đâu thoát được hết.
đó. Bây giờ chúng ta thấy rằng khi mà tụi nó tố qua tố lại như thế là tự vạch áo cho người xem lưng hết rồi đó. Ngay cả bà Diệp Đậu bà cũng xác nhận là những cái tin nhắn hay là những cái gì trong hội nhóm của Tony Phạm rồi đưa ra đó là nó chính xác. Tại vì khi mà mình ở chung một cái group thì mình chụp màn hình lại những cái tin nhắn ai mình đưa ra thì nó sẽ khá giống nhau, đúng không? Ví dụ bây giờ tôi với bạn ở chung một cái group đó, đúng không? Tôi đưa ra cái hình cái cục đối thoại trong cái group đó thì bạn nhìn vô, bạn cũng ở trong group đó, bạn nhìn là bạn biết là chính xác rồi, đúng không? À, chứng tỏ là có. Bây giờ có hay không đi, chứng tỏ những người như thế, một người thì chúng ta có thể không tin, nhưng mà hai người hoặc ba người trong cùng một cái group mà nói lên đó, thì mình nghĩ là chắc chắn nó sẽ có và nó sẽ chứng minh được cho mọi người thấy là tất cả những kẻ vu khống bịa đặt đó, vào Đại Nam, vào Quỹ Hằng Hữu, vào nhà máy oxy rồi các kiểu vậy rồi đều là vu khống, và tụi nó không biết gì về một chút kiến thức nào về cái lĩnh vực đó cả, chỉ làm sao lên để bôi nhọ, để hạ thấp danh dự uy tín của bà Hằng, của ông Dũng cũng như là của Đại Nam đó. Đó, chúng ta mới thấy rằng là trong cái drama gì rồi là bà Phương Hằng phải đối mặt với rất nhiều thế lực, đặc biệt là một cái thế lực bây giờ cũng đang gọi là ngầm đó quý vị, chưa đâu còn trùm cuối nữa, đó là thần y bây giờ đang đắp mền, đang đắp chiếu ngủ im, nhưng mà chưa đâu, từ từ sẽ tới lượt nha. Đó, bây giờ sẽ là những câu chuyện này trước, những câu chuyện liên quan đến đấu tố từ thiện rồi những câu chuyện này kia, cá nhân tập thể. Đó, còn cái câu chuyện thằng Y là câu chuyện này là câu chuyện cực kỳ quan trọng, và câu chuyện này chính là một cái mục tiêu ban đầu của bà Hằng. Câu chuyện thằng Y này, mục tiêu ban đầu của bà Hằng chỉ muốn dịch mặt thằng Y thôi, chứ chả muốn động chạm gì ai. Thì bắt đầu là nó nhảy vô, nó cắn nhiều quá rồi cuối cùng nó từ lưa ra giống như bây giờ ha. Đó, cho nên tôi thấy rằng trong cái drama này càng ngày nó càng hấp dẫn, càng ngày gọi là nó càng gọi là thu hút người xem, và nó sẽ có những kết quả rất 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 là bất ngờ nha. Đó, tất cả các anh chị mình hãy cùng nhau theo dõi, đừng có bỏ lỡ những cái tin tức nóng hổi. Sơn Sàm sẽ cập nhật liền cho tất cả quý vị chúng ta nha. Nhớ ai chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh ủng hộ em nha. Rồi cuối video clip thì Sơn Sàm cũng xin gửi đến một vài sản phẩm để quý vị chúng ta tham khảo nha. Đó, mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Hàng của em là hàng Nhật chuẩn, tất cả là hàng Nhật Bản nha. À, xin kính mời. Rồi, cuối video clip thì Sơn Sàm cũng xin gửi đến tất cả quý vị một vài sản phẩm của Sơn Sàm nha quý vị. Đó, thì trong Zalo này tất cả là hàng Nhật nha. Đây là những sản phẩm về sức khỏe nè, đó, về làm đẹp các kiểu nha. Rồi, ok, hôm nay Sơn Sàm giới thiệu cả nhà cái thuốc viêm xoang đây. Đây là viêm xoang Chikunai của Nhật Bản nha. Tất cả quý vị nào, đó, ai bị xoang sàn, xoang lâu năm, xoang mãn tính, viêm mũi dị ứng nha. Đó, nói chung về xoang thôi. Thì đây, cái viêm xoang của Nhật Bản này cực kỳ hiệu quả luôn. Đó, cái này là em bán tự tin luôn cho quý vị. Một hộp này 224 viên, hộp này uống 1 tháng nha. Rồi, hộp này là 1.750.000, 1.750.000 nha. Bao ship ở Việt Nam, ở nước ngoài tính thêm phí ship nha quý vị. Rồi, tiếp theo em xin giới thiệu cái sản phẩm Nano Linh Chi Đỏ này. Rồi, cái Linh Chi Đỏ này là dành cho các cô chú anh chị mình ai bị suy nhược cơ thể, gầy gò, ốm yếu, bị hụt cân, thiếu cân nha, cơ thể suy nhược, và trẻ em bị suy dinh dưỡng đồ các kiểu nha. Nói chung là muốn tăng cân, muốn bồi bổ cơ thể thì đây, cái Linh Chi Đỏ này nó làm cho mình ăn ngon, ngủ ngon nè, kích thích tối đa là mình làm cho mình hấp thụ tối đa những cái chất dinh dưỡng mình ăn vào nha. Đó, ăn được ngủ được là tiên, ăn không được ngủ không được là chỉ có nước khiêng ra gò. Đó, rồi, cái này Nano Linh Chi Đỏ hộp này là 300 viên, hộp này uống hơn 2 tháng, gần 3 tháng gì đó nha. Rồi, 3.500.000 luôn. 3.500.000 Nano Linh Chi Đỏ nha quý vị. Rồi, liên tục thì sẽ là một cái salon bath. Salon bath của Nhật Bản đây nha. Đây salon bath, các cô chú anh chị nào gia đình mình đó hay đau nhức thì mình cứ mua cái salon bath này về ha. 140 miếng cả nhà mình dùng nha, cả nhà mình dùng đó, dễ gì hết ha. Dán vô là nó dính cứng ngắc luôn, và nó nóng đã lắm quý vị, đó, không bao giờ nó rớt nha. 140 miếng dùng dễ gì hết luôn. 590.000 nha, 590.000. Ừ. Rồi, kế tiếp thì em giới thiệu cái men đại tràng, men vi sinh đại tràng đây. Đó, những người nào về đại tràng, về tiêu hóa đó, đó, đây thì cái này là men vi sinh. Đó, men vi sinh hỗ trợ tiêu hóa rất tốt nha. Một hộp này 30 gói, mỗi ngày uống một gói, tất cả là hàng Nhật Bản nha quý vị. Rồi, cái này thì 1.150.000, 1.150.000 nha. Rồi, 1.150.000. Rồi, kế tiếp là đây, tiếp tục là cái gel trị hôi nách của Nhật Bản này. Đó, gel trị hôi nách nha. Những cô chú anh chị nào mà bị viêm cánh á, đó, viêm cánh rồi các kiểu á. Đó, dở lên cái nách là có mùi giống như là mắm cá linh đó quý vị. Thì đây nên xử lý. Đó, cái Kobayashi, cái này là vị hôi nách của Nhật Bản, cái gel, mình tắm xong mình lau khô cái nách đi, mình thoa nó lên ha.
mình thoa nó lên, rồi nó giữ mùi rất tốt nha, cực kỳ hiệu quả luôn. Rồi cái hộp này là 350.000, gieo trị hôi nách 350.000. Đó, các anh chị nào mà mua 3 hộp là miễn ship luôn. Ok. Rồi, tiếp đến là cái gì? Tiếp đến là cái đây. Cái Fucodan. Fucodan này thì dành cho các cô chú anh chị mình, gia đình có người nào bị ung thư, đang điều trị ung thư, ví dụ như là xạ trị, hóa trị đồ các kiểu ha. Thì những người nào mà bị ung thư thì chắc chắn sẽ biết đến Fucodan. Fucodan của Nhật Bản đây. Cái này nó giúp bẻ gãy cái tế bào ung thư, nó cắt đứt những mạch máu. Đó, nó không cho những mạch máu nuôi dưỡng tế bào ung thư. Đó, và đặc biệt là nó hạn chế di căn và tăng khả năng phục hồi cho cơ thể nha quý vị. Rồi, một hộp này là 150 viên. 150 viên thì 3,5 triệu luôn. 3,5 triệu nha. Rồi, 3,500,000. Rồi, tiếp theo thì em xin giới thiệu cái viên uống hào tươi. Đây, hào tươi nha. Hào tươi của Nhật Bản đây. Đó, các cô chú anh chị nào mà gọi là chưa đi đến chợ đã rơi hết tiền, trên bảo dưới không nghe. Đó, tăng cường sinh lý, đó, tăng khả năng ham muốn nè, tăng cái chất lượng và số lượng tinh trùng nè. Đó, ông uống bà khen, hàng xóm vỗ tay đùng đùng. Cái này là viên uống hào tươi của Nhật Bản, 120 viên. Rồi, hộp này uống 2 tháng, 2,1 triệu nha. 2,1 triệu. Rồi, tiếp tới là cái gì? Tiếp tới thì em xin giới thiệu cái sản phẩm này. Đây chính là cái viên uống trị tóc bạc. Đây, các cô chú anh chị nào mà tóc bạc sớm đó. Đó, có người còn trẻ mà tóc bạc rồi, hoặc là những người trung niên, những người lớn tuổi mà muốn hạn chế tóc bạc thì đây, cái này là viên uống trị tóc bạc. Đó, viên uống làm cho đen tóc là mè đen, 100% là mè đen nha quý vị. Thì cái này nó giúp là nó làm cho tóc mình đen từ trong chân đen ra. Đó, đen từ trong chân tóc đen ra nha quý vị. Mình uống một liệu trình 3 tháng thì bắt đầu tóc mình nó đen. Nó đen mà nó đen rồi thì nó đen rất là lâu. Đó nha. Đó, và đặc biệt nó giữ cho cọng tóc mình khỏe, không bị rụng tóc được các kiểu nha. Đó, cái này thì cực kỳ hiệu quả. Cái này là một liệu trình 3 tháng là 2,4 triệu. Đó, 2,4 triệu nha quý vị. Đó, 2,4 triệu. Rồi, tiếp đến là cái bộ mắt Hitomi. Đây, bộ mắt Hitomi. Các anh chị nào mà mắt bị khô, mắt bị mỏi, làm việc máy tính nhiều, đó, mắt bị kem nhem, đó, mắt bị nói chung bị chảy nước mắt các kiểu á, mắt bị kém thì đây, cái bộ mắt Hitomi này, hộp này là 60 viên. Hộp này uống 1 tháng 750.000 nha. 750.000. Đó, 750.000. Đây là bộ mắt Hitomi của Nhật Bản. Đó, còn rất nhiều sản phẩm nữa thì Sơn Sàm để ở trong cái Zalo này. Các anh chị có thể vào đây để mà tham khảo. Các anh chị ở nước ngoài thì Sơn Sàm gửi đi nước ngoài luôn nha. Ở Việt Nam thì em bao ship, nhưng ở nước ngoài thì em tính thêm phí ship nha. Rồi, mỗi clip thì em giới thiệu một vài món thôi. Ví dụ clip sau thì em giới thiệu một vài món nữa ha. Đó, mỗi món khác nhau để cho quý vị mình tham khảo nha. Rồi, mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Đây là sản phẩm của gia đình em, không quảng cáo cho ai hết nha. Bao xài, bao đổi, bao trả luôn. Đó, các anh chị yên tâm, hàng đúng, hàng Nhật, chuẩn hàng Nhật. Nếu phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, trả lại cho em hoàn tiền gấp 10. Ok, rồi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong video clip sau.